Ngày 18 tháng 11, Công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Bùi Vĩnh Nguyên, sinh năm 1984, ngụ huyện Hóc Môn, Nguyễn Mạnh Trung, sinh năm 1985, Trần Thị Mỹ Duyên, sinh năm 1976 và Vũ Ngọc Long, sinh năm 1988, ngụ huyện Hóc Môn, về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, chiều ngày 1 tháng 11, trinh sát phát hiện Nguyên cùng đồng phạm đang trộm xe máy ở trước căn nhà trên đường Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Cao, quận 1 nên bắt giữ. Tuy nhiên, đồng phạm của Vũ là Ưng Hon Thành, sinh năm 1987, ngụ quận 11 đã tẩu thoát. Tại công an, Nguyên khai cùng đồng phạm gây ra ít nhất 7 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn trong thời gian gần đây. Từ lời khai của Nguyên, công an đã bắt Trung, Duyên, Long. Trong đó Nguyên có 3 tiền án. Long có 3 tiền án cùng về tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Công an tình nghi nhóm này gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản ở nhiều quận huyện khác nên đang điều tra mở rộng.